vẫn nhìn nhưng tôi không thấy người chung quanh đây còn như xa lạ. Tôi vẫn gặp nhưng tôi quay mặt dừng dừng xa cách không muốn phiền hà. Nhưng người đó là anh em tôi, là Đức Kitô, là những bạn bè. Những người đó cũng là con Chúa cùng sống bên tôi buồn vui chuyện đời. Tôi cố tình như không nghe thấy người đang van xin tình thương con người. Tôi lánh mặt, tôi không muốn gặp người đang than khóc ngay trước cửa nhà. Nhưng người đó là anh em tôi, là Đức Kitô, là những bạn bè. Những người đó cũng là con Chúa cùng sống bên tôi buồn vui chuyện đời. Ngại gian nan nguy khó tìm nơi an thân, mặc ai vui buồn tim vẫn đập, nhưng tim khô cằn tình thương trai cứng xa cách mọi người. Nhưng người đó là Đức Kitô, là những bạn bè. Những người đó cũng là con Chúa cùng sống bên tôi buồn vui chuyện đời. Những người đó là anh em tôi, là Đức Kitô, là những bạn bè. Những người đó cũng là con Chúa cùng sống bên tôi buồn vui chuyện đời. Cùng sống bên tôi buồn vui chuyện đời. Cùng sống bên tôi buồn vui chuyện đời. Đức Giêsu lên Jerusalem,
người đi qua biên giới giữa hai miền. Samari xứ sở người ngoại giao. Galilee miền đất bị khinh chê. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ đi qua từ con đường người tiến về Chúa Cha, như lộ trình đưa ta vào ngôn sống có giá trị sỏi đá với gai trông. Giữa lộ trình người vào một làng kia, mời người phong nguy khốn đến gặp người. Thân xác họ biến dạng tựa vân phê, như tội lỗi tàn phá phận con người. Do luật lệ ngăn họ đứng nơi xa, họ cất lời cầu khấn thân thiết tha. Kinh lạy Thầy Giê-xu đầy nhân ái, xin xót thương phần ôi chúng tôi. Chúa thấy vậy nhưng không chưa họ liền, người muốn họ tình mến thân trung kiên, nên bảo họ đi trình riêng tư tế. Làm như thế người hứa sẽ chữa lành, và quả thật mười người phóng đường xanh khi họ đi thừng thi lệnh Chúa truyền. Họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa đã siêu huyền. Khi họ được như lòng họ nguyện xin, họ liền quên luôn đấng đã cứu họ. Nhưng may thay có một người trong nhóm quay trở lại để cảm tạ ơn người. Đó là người dân ngoài Samari, và thế là người nói cùng anh ta: hãy bừng dậy vững bước về nhà đi, chính đức tin của anh đã chữa anh. Thiên tha kinh lạy Thầy Giê-xu đầy nhân ái, xin xót thương phần ôi chúng tôi. Chúa thấy vậy nhưng không chưa họ liền, người muốn họ tình mến thân trung kiên, nên bảo họ đi trình riêng tư tế. Làm như thế người hứa sẽ chữa lành, và quả thật mười người phóng đường xanh khi họ đi thừng thi lệnh Chúa truyền. Họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng
lời Chúa rất diệu huyền. Họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa rất diệu huyền. Họ đã tin nên họ được cứu chữa bởi quyền năng lời Chúa rất diệu huyền. Mặc lấy xác thân nơi con người yêu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục hình. Và lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong giò. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi dạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ về tội, Ngài vẫn xót thương mong con hãy thông hối và giang tay ôm ấp chờ che. Thầy giờ trắng trong nên sáng lang vẹn tuyền. Vạn lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Yêu đuối mong giò. Về với xuôi mát tình yêu như ngàn sóng chiều, nguyện dù thương ban tình yêu hồng phúc hòa trang. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào giờ khấn lòng thương xót Chúa ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Và trong giờ khấn này, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em hiện diện.
cầu nguyện cho các bệnh nhân, các tội nhân cũng như những gia đình đang gặp khó khăn và xin ơn sám hối cho tất cả chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chia soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền diệu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ơn. Xin đưa bước con về tìm chân lý hướng đông chiếu soi. Bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phán nghinh lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Trên trời chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ngầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép thắng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tăng sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót
chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng
con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tham muộn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kính lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tham muộn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kính lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tham muộn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay con hãy dâng lên ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa nhận biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Lạy Cha, đừng đầy lòng trăng ân, đừng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm u một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin dùng chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực an thần trên thế gian.
xin cho những ai khi tụng kinh lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rô. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ người tăng gấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ám tâm quân thù. Đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương xót tất cả cộng đoàn chúng con, thương xót những anh chị em ngoại giáo và chưa nhận biết Chúa. Thương xót đến quý vị ân nhân của lòng thương xót chúng con còn sống hoặc đã qua đời, chữa lành các bệnh nhân và ban ơn sám hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Con xin tôi
do Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi. Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu tình yêu bao ngôi cực thay, là muôn khởi nguyên mầm sống và muôn vùng lại. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.